những loại trái cây người giảm cân cần tránh ăn nhiều. Đường tự nhiên trong trái cây cung cấp năng lượng, trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Tuy nhiên, một số loại trái cây lại có lượng đường và calo tự nhiên cao hơn các loại trái cây khác, do đó sẽ không tốt đến kế hoạch giảm cân của bạn. Dưới đây là những loại trái cây có lượng đường tự nhiên cao mà bạn nên hạn chế ăn trong quá trình giảm cân. Nếu bạn chọn ăn những loại quả này, cần kiểm soát khẩu phần ăn chặt chẽ. 1. Chuối tốt nhưng nên ăn ít khi giảm cân. Một số người cho rằng chuối là một loại trái cây tốt để giảm cân vì chúng chứa nhiều chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp no lâu. Tuy nhiên, chuối lại có lượng đường và calo tự nhiên tương đối cao hơn so với một số loại trái cây khác. Vì vậy, để kiểm soát cân nặng, nên ăn chuối với một lượng tối đa là một quả chuối cỡ vừa như một phần của kế hoạch giảm cân lành mạnh. 2. Nho chứa nhiều đường, dễ gây tăng cân. Mặc dù nho cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa, nhưng lại không phù hợp với người muốn giảm cân vì hàm lượng đường khá đậm đặc. Thêm vào đó, kích thước nhỏ và vị ngọt thơm dễ khiến bạn ăn quá nhiều, gây ảnh hưởng đến lượng calo nạp vào. Do đó, chỉ nên ăn với một lượng vừa phải, khoảng 100g nho, kết hợp với các loại trái cây khác trong khẩu phần trong ngày. 3. Quả anh đào. Quả anh đào có hàm lượng đường tự nhiên, góp phần tạo nên vị ngọt, thơm hấp dẫn. Mặc dù quả anh đào cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa và các lợi ích sức khỏe tiềm năng, nhưng lượng đường nhiều không tốt đối với người quan tâm đến calo hoặc lượng đường trong máu. 4. Ăn nhiều dứa sẽ khó giảm cân. Do chứa đường tự nhiên nên dứa có thể chứa lượng calo tương đối cao. Thưởng thức dứa ở mức độ vừa phải là điều khôn ngoan. Đặc biệt, bạn cần quan tâm đến lượng calo nạp vào hoặc quản lý cân nặng. 5. Xoài chứa nhiều đường. Vị ngọt của xoài là do chứa các loại đường như glucose. Mặc dù xoài cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu, nhưng nên thận trọng với năng lượng của xoài. Chỉ nên thưởng thức xoài với khẩu phần được kiểm soát, thỉnh thoảng ăn xoài như một món tráng miệng ngon sẽ tốt hơn coi xoài là món ăn chủ yếu hàng ngày.